em đã gỡ ra rồi đây cả nhà. Viên cơm gụ rất là dai nha. Giờ em gỡ bỏ vô cái nước, mời cả nhà thưởng thức nha. Nước ngọt vừa ăn lắm. Đây. Cái nước này làm bánh bò cũng được, hấp gà hấp cơm gụ cũng được. Cả nhà, hôm nay mình sẽ làm cơm rượu đãi cả nhà nha. Thì hôm nay mình có mua được 2 ký nếp. Bịch men này mua ở tiệm tạp hóa nè cả nhà. Và nửa muỗng muối trắng. Một ca nước lọc. Giờ mình sẽ làm cơm rượu đãi cả nhà nha. Công đoạn đầu tiên là mình sẽ chế nước cho mình ngâm nếp khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi mình đem đi sôi nha cả nhà. Mình sẽ cho nửa muỗng muối vô. Đảo đều lên. 1 tiếng đồng hồ sau mình sẽ bắt lên mình sôi. Để muối vô trong nếp chi vậy chị ba? Cho sôi cho nếp nó không có đổ lông, không có bị nhựa. Xong rồi, đây là men. Men này mình mua chỉ có 3.000 bịch 10 viên. 2 ký nếp này dùng cho 10 viên men này nha cả nhà. Ngâm 1 tiếng đồng hồ nếp này, giờ em đem đi giò rồi mình sẽ đem xôi. Cho sạch. Làm nước ngọt nha cả nhà ơi. Cho bằng nước ngọt hả? Do bằng nước ngọt chứ nấu bằng nước mặn sượng cái hột nếp à. Bẵng tầm 10 phút rồi vớt ra. Vớt ra đãi lại rồi bắt đầu sôi nữa. Sôi lần thứ hai mới được. Cái gỗ này nó nhỏ quá nè nên em phải xoay 2 lần. Em làm mấy cái lỗ gì cho nó có hơi để nếp nó chín. Giờ em bắt lên em xoay đầm tầm 10 phút. Em đã sôi được 10 phút rồi. Bây giờ em đổ ra em đi vo rồi em lấy sôi lại lần 2 mới được. Đó. Sôi hột nếp dẻo dẻo vậy thôi. Đừng có cho hột nếp nó chín quá. Vừa nói vừa vừa vo lại lần thứ hai. Đừng có để chín hột nếp quá vo không được. Vo lại lần thứ hai rồi bắt đầu sôi lại 15 phút nữa là chín. Nào 2 lần gì nè cho cái cơm rượu nó trắng. Do lại lần thứ hai là nước nó vẫn đục không? Cả nhà nhớ nha, mình sôi khoảng 10 phút xong rồi bắt đầu mình đem xuống mình do lại khoảng 3-4 nước đó, rồi sau đó mình tiếp tục là mình sôi lên để cái hột nếp của mình nó không có bị nhựa, nó không có bị đổ lông thì mình làm cơm rượu nó sẽ ngon và nó dai hơn rất là nhiều. Rồi giờ mình cũng làm y như vậy. Khét lỗ cho nó lên hơi. Tiếp tục xoay lần thứ hai nha cả nhà. Rồi. Giờ đi chặt tàu chuối đặng vô đặng xôi chín mình đổ ra đây. Cho nó nguội. Đây.
Ngọc lá chuối ra lót cho cái mâm này nè, lặn hồi nữa mình xo xong mình đỡ nha. Đó nguội rồi mình lấy cái khăn ra được. Sau khi mình đã sôi lại lần hai thì mình đã sôi 30 phút. Giờ sôi của mình nó đã chín rồi. Đây cả nhà thấy không, nếp dẻo nhẹo luôn rồi nè. Giờ mình sẽ đổ ra là lá chuối cho nó nguội. Trải mỏng ra cho nó nguội. Nếp dẻo nhẹo rồi nè. Đây, sôi dẻo nhẹo luôn rồi nè. Sôi mà hai lần chắc khoảng tiếng đồng hồ ạ. Lần đầu 20 phút, lần sau 40 phút. Mình sẽ đổ vào đây. Sôi nó mới ngon. Trải mỏng ra cho nó nguội. Khi nào nếp nguội mình mới nghiền men mình gắt lên. Sau khi nếp mình đã làm xong và trải mỏng ra đây, giờ mình sẽ rắc men lên. Một bịch men này là 10 viên, dùng cho 2 ký nếp. Men mình đã nghiền sẵn rồi đây. Đó. Và nửa muỗng muối nữa, với nửa chén nước lọc. Làm cơm rượu mà không có muối là không có ngọt. Đây. Chỉ vậy thôi. Rồi giờ em sẽ gắt men vô. Để phải để cho nếp này thật là nguội mới gắt men nha cả nhà. Gắt men cho đều lên, bắt đầu em mới nhập lại, cán cho nó dẻ cái nếp lại. Men này cũng dễ mua lắm, tìm mua mấy chỗ tiệm tạp hóa là có à. Ủa mai không có đi qua Bến Tre nữa. Cái cán là nếp dẻ lại. Dùng cái ống cán cán cho nếp dẻ lại. Năm cơm rượu mà nếp sôi hai lần á, cơm rượu nó trắng tươi à. Ngon lắm. Phần men còn lại mình sẽ gắt đĩa phần lần thứ hai. Thấm miếng nước muối dần ra để mình sắc cho nó không biết. Nhất dẻo ghê luôn nè. Cắt giỡn ra là không được.
Mình ở miền Tây nên mình có nhiều lá chuối lắm. Cho nên bây giờ mình sẽ lấy cái lá chuối mình cuốn từ viên lại. Cho cái nước cơm rượu nó thơm lắm, nó thơm mùi lá chuối rồi nó thơm cơm rượu luôn, thơm lắm. Còn cả nhà không có lá chuối thì mình có thể dò viên rồi bỏ vô cái ke lọ thủy tinh. Rồi mình đậy nắp lại 3 đêm là cả nhà dở ra là nước dữ lắm. Là ăn được rồi đó. Cả nhà biết em xé lá chuối nhỏ nhỏ vậy để làm gì không? Đây, bây giờ em sẽ gói cơm rượu lại. Nước muối này mình để dành thấm tay để vắt cơm rượu nha. Không có nước muối là cơm rượu nó sẽ hết nước, cơm rượu nó không có ngọt. Xé dò nhỏ nhỏ vậy thôi. Viên nào em cũng phải quấn lá chuối là hết. Đây, em đã gói xong. Dành dựng vô đây. Bây giờ em sẽ để vô cái nồi. Tại em làm như vậy nè, đặng cái nước cơm rượu nó trong, chứ không có bỏ vô cái nồi luôn. Đây, chuẩn bị cái nồi đây. Em để cái tô ở đây. Thì nước cơm rượu nó sẽ rõ xuống cái nồi. Sau 3 đêm nó sẽ rõ nước xuống, mình dễ dở lên ăn được. Giờ mình lấy cái lá chuối đậy lên. Anh Cường thấy cái này có quen không? Em làm cái này em gửi qua Mỹ nè, anh chuẩn bị ra máy bay, ra sân bay nhận nha. Anh Cường ăn cơm rượu nha, anh Cường ăn thấy ngon thì hãy ủng hộ cho em nha. Để em làm gửi qua cho anh nha. Đậy lại, lấy lá chuối đậy lên. Đơn giản, món này dễ làm. Mình để lá chuối lên chi chị? Để lá chuối lên cho nó thơm mà nó im nữa. Đây, ở quê em là có rất là nhiều lá chuối cho nên em tận dụng lá chuối nhà em làm. Vậy thôi, rồi đậy cái nắp lại là vậy xong. Sau 3 đêm dở ra là nước nhóc luôn. Rồi em hẹn cả nhà 3 ngày nữa, 3 đêm nữa em dở cho cả nhà xem nha. Em đậy ra đây, em ủ. Mẫu 3 đêm sau dở ra, mời cả nhà xem tiếp nha. Đây là những viên cơm rượu của mình đây, trắng tươi nè cả nhà thấy không? Tại em làm cái nước riêng để cho cái nước ở trong, rồi giờ em gỡ ra em bỏ vào trong đây cho nó thấm lại thì múc ăn thôi. Đây, sau 3 đêm là cơm rượu mình đây. Anh Cường thấy em làm cơm rượu anh Cường có thèm không? Em làm chuyển qua cho, gửi qua cho anh nha. Rượu em đã gỡ ra rồi đây cả nhà. Viên cơm rượu rất là dai nha. Giờ em gỡ bỏ vô cái nước. Mời cả nhà thưởng thức nha. Nước ngọt, vừa ăn lắm. Đây. Cái nước này làm bánh bò cũng được, hấp gà hấp cơm rượu cũng được. Chúc cả nhà bữa trưa có chén cơm rượu ngon miệng nha. Mời cả nhà thưởng thức. Múc cơm rượu ra mời cả nhà với bà ngoại ra ăn cơm rượu. Đây, ngoại thử coi. Thành đâu? Cơm
rượu dai ghê luôn nè. Cái viên lên rượu nó dai nhất. Cơm rượu này là cầm ăn cái muỗng. Cơm rượu này là không có làm đường nha, chỉ có nước cơm rượu với men nó ra nè, nó ngọt vừa ăn lắm. Trong gieo luôn ha. Đây, mời bé chuối. Đâu mình cũng muốn mình ăn thử xem coi nó ra làm sao nha. Mời cả nhà. Mời các bạn ăn cơm rượu. Mời cả nhà ăn cơm rượu nha. Mời đi con. Ăn cơm rượu với con nha. Mời ba mẹ với Dâu Hạnh ăn cơm rượu với con nha. Ngọt quá. Trời ơi. Này cơm rượu đỉnh để đường. Vậy là ngọt vừa ăn à. Ăn này hồi chắc xỉn luôn quá tỉnh. Trước ngồi chưa? Dạ ngon. Ăn này xỉn luôn nè, hồi ăn là chuẩn bị vô, chuẩn bị ngủ nha. Cơm thì nó mềm mà. Đường là cơm nó mềm chứ nó dai chứ. Nước ngọt. Cả nhà hãy làm thử ăn đãi cả nhà mình một bữa cơm rượu đi. Ba đêm mà vừa ăn luôn á, không có nồng. Mời làm xỉn này, xỉn này. mới ăn cơm rượu mà xỉn này. Lỗ tai đã đỏ rồi. Tao tình sáng nguyên viên cơm rượu ăn thử coi. Rồi thôi clip mình đến đây cũng đã hết, thì mong cả nhà đón xem những clip sau và cho mình xin một cái like và đăng ký kênh ủng hộ cho chị mình cũng như cho kênh của mình. Chúc cả nhà mình có một cái bữa trưa vui vẻ nha. Chúc cả nhà mình thực hiện cái món cơm rượu này thành công để mình chiêu đãi cho những thành viên trong gia đình mình ăn, cũng như làm những cái món ăn trong gia đình mình nó phong phú hơn nha. Rồi xin chào cả nhà. Cơm rượu miền Tây.